Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn tóm tắt quyển sách Cùng Con Khôn Lớn của tác giả Ross Greene. Quyển sách này nói về điều gì? Cùng Con Khôn Lớn xuất bản năm 2016 là một hướng dẫn thực tế giúp bạn cộng tác với con để giải quyết vấn đề. Đe dọa, hối lộ, trừng phạt không phải là giải pháp chấn chỉnh hành vi con trẻ lâu bền. Hành động của bạn chỉ giải quyết triệu chứng chứ không phải nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Thay vì áp đặt bằng quyền lực, hãy thử hỏi con chuyện gì đã xảy ra và cùng nhau động não tìm cách xử lý. Bạn không chỉ tìm ra chìa khóa tháo gỡ khó khăn, mối quan hệ giữa bạn với con trẻ cũng sẽ được cải thiện hơn từ đó. Quyển sách này dành cho ai? Các bậc cha mẹ đang mắc kẹt giữa những mâu thuẫn với con cái, những ai sắp làm cha mẹ và có mong muốn giao tiếp hiệu quả cùng con cái, những ai làm trong ngành giáo dục và người trẻ tuổi muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp tiếp cận con trẻ. Thay đổi mối quan hệ với con trẻ bằng cách học giải quyết vấn đề cùng nhau. Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chúng ta trăn trở làm sao cho con được phát triển tốt và thành công trong cuộc sống. Chúng ta mong mỏi con cái tin tưởng và cởi mở cùng đấng sinh thành mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, chúng ta thường lặp lại sai lầm mà thế hệ trước từng mắc phải, từ đó vướng vào những mâu thuẫn, dẫn tới việc sử dụng lời đe dọa và trách phạt một cách tiêu cực. Vấn đề ở đây là gì? Là những bậc phụ huynh, chúng ta thường không thật sự hiểu điều gì là tốt nhất cho con trẻ. Đơn giản là vì ta không dành thời gian để tìm hiểu nó. Thay vào đó, chúng ta vội đi đến kết luận và đưa ra các giải pháp cảm tính một chiều. Nội dung sau đây sẽ gợi ý cho bạn một giải pháp đơn giản nhưng mang tính cách mạng, biến con cái trở thành đồng đội của bạn. Thông qua trò chuyện về các mối bận tâm của nhau, bạn sẽ tìm ra cách cộng tác cùng con cái để làm sáng tỏ những khó khăn đang tiềm ẩn. Trong những nội dung tiếp theo, bạn sẽ học được tại sao thiếu động lực không bao giờ là nguyên nhân cốt lõi của điểm số kém, làm sao để nhận ra kỳ vọng của bạn dành cho con cái là phi thực tế, tại sao không nên tìm cách gỡ rối trong lúc nóng nảy. Giáo dục con trẻ không nhất thiết phải là một cuộc chiến quyền lực. Nếu trong kinh doanh, dạy con sẽ là một thương vụ đầy trắc trở, trong khi các bậc cha mẹ thời trước chỉ có vài cuốn sách liên quan đến gia đình để tham khảo, thì chúng ta thời nay bị bủa vây bởi quá nhiều quan điểm về dưỡng dục trẻ nhỏ. Chúng ta được nhắc nhở rằng phải vạch ra giới hạn rõ ràng nhưng không nên bảo thủ, nuôi dưỡng con cái chứ không phải trở thành phụ huynh trực thăng, những người thao túng cuộc đời của con trẻ. Một trong những thách thức lớn nhất của cha mẹ là quyền lực. Khi con hành động không đúng, chúng ta thường ngăn chặn và cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình vì cái gì cha mẹ cũng biết. Thông thường, chúng ta dễ bị sa đà vào bạo lực. Ở Mỹ, khoảng 80-90% trẻ đang tập đi đã từng bị cha mẹ cho ăn đòn, và tình trạng này tiếp tục diễn ra ở trường học khi mà đòn roi được cho phép trong giáo dục tại 19 tiểu bang Hoa Kỳ. Sự thật thì đây là một phương thức tiếp cận độc đoán. Khi bạn bị kẹt trong cuộc chiến quyền lực với con cái, thì cả hai phe đều là người thua cuộc. Khi con làm sai hoặc vướng vào rắc rối, đừng đối xử với con như thể con chính là nguyên nhân của mọi việc. Những giận dữ và điểm số yếu kém chỉ là triệu chứng của một căn bệnh thực sự. Thay vì chú ý vào hành vi, hãy tìm ra nguyên nhân gây ra hành vi đó. Và người tốt nhất có thể giúp bạn trong việc này chính là con của bạn. Học cách giao tiếp với con để giúp bạn tạo ảnh hưởng mà không cần đến những phương thức độc đoán. Bạn cần đứng chung chiến tuyến với con và thể hiện mình là một đồng đội hết mình trong việc luôn sẵn sàng hỗ trợ khi con cần. Hãy nhớ, đừng đối đầu với con. Phương pháp này có thể gây nhiều lo lắng, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu. Bạn có thể thấy mình quá mềm mỏng hay dễ mất kiểm soát. Nhưng trên thực tế, nhiều quyền lực chỉ mang lại cho bạn ảo tưởng về khả năng kiểm soát. Con có thể lén lút sau lưng bạn nếu chúng không đồng tình với những luật lệ. Chỉ là bạn không biết điều đó mà thôi. Bằng giao tiếp cởi mở và trung thực, bạn sẽ xây dựng được một mối quan hệ dựa trên thấu hiểu và tôn trọng thay vì sợ hãi và khống chế. Không phải lúc nào con cũng có thể đáp ứng được mong đợi của bạn. Khi mới sinh ra, trẻ con đã phải gánh những kỳ vọng mà bố mẹ và xã hội đặt trên vai chúng. Trẻ nên ngủ trong củi, tương tác với bố mẹ và ăn dặm khi được 5 tháng tuổi. Trẻ mới biết đi nên tập nói, được chỉ dẫn cách đi vệ sinh và những kỹ năng thể chất phức tạp. Tiếp đó, trẻ nên ngồi im và tập trung phát triển các kỹ năng xã hội mà chúng sẽ được dạy ở trường. Hy vọng của phụ huynh được dựa trên văn hóa, môi trường giáo dục và kinh nghiệm. Sau khi có đứa con đầu lòng, chúng ta thường mong đợi những đứa trẻ sau này cũng sẽ hành xử tương tự như anh chị của chúng. Tuy nhiên, không có đứa trẻ nào là giống nhau, chúng được sinh ra với cá tính và đam mê khác biệt. Thế mạnh và hạn chế của mỗi đứa trẻ bị ảnh hưởng, nhưng không quyết định bởi cách chúng được nuôi dưỡng. Một số trẻ sẽ khó lòng mà hòa nhập với xã hội theo cái cách mà chúng được kỳ vọng. Một số lại không thể tiếp thu những kiến thức học thuật ở trường. Điều này có nghĩa là sự không tương thích đã xuất hiện giữa trẻ và những mong đợi đang tồn tại. Tùy theo độ tuổi mà trẻ sẽ phản ứng lại theo nhiều cách khác nhau. Trẻ sơ sinh có thể khóc đỏ cả mắt. Trẻ mới biết đi thể hiện sự giận dữ. Trẻ vị thành niên có thể giận dỗi và giam mình trong phòng của chúng. Những dấu hiệu này rất quan trọng. Chúng không nói lên sự thiếu tôn trọng hay khó bảo. Chúng cảnh báo rằng con của bạn đang gặp rắc rối. Chẳng có gì sai khi sự không tương thích xuất hiện cả. Nó cho phép chúng ta phát triển như những cá thể độc lập. Sau cùng, làm sao bạn có thể vượt qua thử thách cuộc sống khi chưa từng phải đối mặt với khó khăn? Khó khăn giúp bạn nâng cao kỹ năng đối phó và khả năng tự phục hồi. Vậy nên, nhiệm vụ của cha mẹ không phải là giữ cho mọi thứ luôn thuận buồm xuôi gió. Đôi khi bạn cần lùi lại và để trẻ tự xoay sở bằng chính sức lực của mình. Tuy nhiên, đôi lúc bạn sẽ cần can thiệp và giúp đỡ con mình. Con có thể không đủ kỹ năng để giải quyết vấn đề một mình, hoặc những kỳ vọng từ môi trường xung quanh có vấn đề. Tuy nhiên, đôi lúc bạn sẽ cần can thiệp và giúp đỡ con mình. Con có thể không đủ kỹ năng để giải quyết vấn đề một mình, hoặc những kỳ vọng từ môi trường xung quanh có vấn đề. Ví dụ, giáo viên giao cho con một lượng bài tập về nhà không hợp lý. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ phải điều chỉnh lại kỳ vọng. Cách thực hiện như thế nào sẽ được mô tả trong nội dung tiếp theo. Khi vội vàng đưa ra kết luận, cha mẹ thường đi đến những giải pháp sai lầm. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của Sam. Sam bị trượt môn toán ở trường. Trước đó, Sam học rất tốt. Bố mẹ cậu bé cho rằng sự sa sút này là do cậu đang thiếu động lực. Bố mẹ cố gắng thuyết phục Sam, nhưng điều đó không hiệu quả. Sau đó, họ hối lộ cậu bằng trò chơi điện tử yêu thích. Hối lộ không thành công, họ chuyển sang đe dọa và tuyên bố rằng Sam sẽ không được chơi game nữa nếu cậu không cải thiện được điểm số. Lúc này, Sam rất thất vọng và tức giận. Mối quan hệ giữa cậu bé và cha mẹ trở nên căng thẳng. Sam không còn muốn trải lòng với họ nữa. Lúc này, Sam rất thất vọng và tức giận. Mối quan hệ giữa cậu bé và cha mẹ trở nên căng thẳng. Sam không còn muốn trải lòng với họ nữa. Đây là một vấn đề lớn vì điểm số của Sam không tốt và cha mẹ cậu bé cũng không hề biết nguyên nhân thật sự đằng sau. Vấn đề ở đây là cha mẹ Sam thật lòng quan tâm đến cậu bé, nhưng họ luôn không ngừng chất vấn cậu lý do tại sao không đạt được điểm tốt. Họ mặc nhiên cho rằng Sam đang thiếu động lực và bắt đầu đe dọa, hối lộ hay làm bất cứ điều gì mà họ có thể nghĩ ra. Kiểu tiếp cận đơn phương này giống như một kế hoạch mặc định được sử dụng bởi hầu hết các bậc phụ huynh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cha mẹ Sam có thể đưa ra giải pháp tương thích với vấn đề mà cậu đang gặp phải. Sự thật là thiếu động lực hầu như không bao giờ là lý do khiến trẻ học hành sa sút. Trẻ con đã có sẵn nhiều động lực để cố gắng, vì thế giới này được thiết lập để khen thưởng cho những người thành công. Chẳng bé con nào muốn là người được chọn cuối cùng trong đội tuyển bóng rổ, hay chẳng ai mong học lực của mình sẽ xếp hạng bét. Thế giới đã cung cấp quá nhiều động lực cho trẻ, vậy nên cha mẹ không nhất thiết phải bổ sung thêm nữa. Trong trường hợp của Sam, có nhiều khả năng khiến cậu bé đạt điểm kém môn toán. Có lẽ Sam là nạn nhân của bạo lực học đường, hay cậu quá tự ti để đặt câu hỏi cho giảng viên trong lớp, hoặc lời giải thích của giảng viên chưa rõ ràng, hay cũng có thể Sam đã quá bận rộn với bài tập của các môn học khác nên không thể dành nhiều thời gian để ôn tập. Bạn sẽ nhận ra rằng mỗi vấn đề nêu trên sẽ được giải quyết bằng những cách khác nhau và chẳng có vấn đề nào được cải thiện bằng hối lộ, đe dọa hay van nài cả. Chỉ khi tâm sự cùng Sam, cha mẹ mới có thể tìm ra một giải pháp phù hợp. Bước đầu tiên trong hợp tác giải quyết vấn đề là học cách lắng nghe. Lần cuối bạn tập trung tối đa vào lời người khác nói là khi nào? Chúng ta được dạy rất nhiều kỹ năng xã hội trong quá trình trưởng thành, nhưng hầu như không giỏi trong việc lắng nghe tích cực. Đáng buồn thay, điều này cũng thường xảy ra khi trẻ con cố gắng giải bày điều gì đó với cha mẹ của mình. Phụ huynh ở Hoa Kỳ ngày nay thường trêu đùa về một câu thành ngữ xa xưa, đừng nghe trẻ con, hãy chỉ nhìn chúng thôi. Tất nhiên, chúng ta chẳng thật sự coi trọng ý kiến trong câu nói này. Hãy nhớ rằng, trẻ mới tập đi cũng có quan điểm và cảm xúc mạnh mẽ. Chúng có thể cảm thấy khó chịu, lo lắng hay sợ hãi. Chúng có ý kiến rõ ràng về thứ mình thích và điều mình ghét. Và chúng có thể cung cấp thông tin quan trọng giúp chúng ta biết rằng chúng đang gặp khó khăn gì. Khi bạn lần đầu ngồi xuống cùng con mình và hỏi thăm về tình trạng của con, đứa trẻ có thể sẽ ngạc nhiên và thể hiện sự phòng vệ. Nếu con đã quen với trách phạt, có thể con đang nghĩ mình đã gây rắc rối gì đó rồi. Hãy trấn an con rằng bạn chỉ muốn trò chuyện và nêu ra vấn đề bạn muốn thảo luận mà không hề có sự phán xét. Ví dụ như, nếu bạn muốn giải quyết mâu thuẫn giữa anh chị em ruột, bạn có thể hỏi: bố mẹ, thấy con dạo này không hòa thuận với chị gái lắm, có chuyện gì xảy ra vậy? Hãy kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của con thay vì thao thao bất tuyệt về những kết luận của riêng bạn. Hãy tập trung lắng nghe có phản hồi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lặp lại những gì được kể để chứng minh rằng bạn đang rất tập trung lắng nghe. Sau đó hãy đặt một số câu hỏi để đào sâu thêm vấn đề. Nếu con bạn đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đi học đúng giờ, bạn có thể hỏi: liệu mặc quần áo và chuẩn bị đồ dùng có tốn quá nhiều thời gian của con hay không? Hoặc bạn có thể thắc mắc dựa theo sự biến thiên tình huống. Tại sao có lúc con có thể ra khỏi nhà đúng giờ, có lúc lại không? Loại câu hỏi này kích thích trí tò mò và giúp bạn thu thập thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi bạn cảm thấy đã nắm khá thông tin hữu ích từ con mình, hãy tóm tắt lại nội dung và hãy hỏi con rằng liệu có điều gì cần bổ sung nữa hay không? Khi con xác nhận không, bước đầu tiên trong quá trình hợp tác của bạn đã hoàn thành. Tiếp theo, bạn sẽ có cơ hội để trình bày ý kiến của riêng mình. Xác định mối bận tâm của bạn và rủ con cùng nhau tìm giải pháp. Điều thú vị của lắng nghe tích cực là nó có tính lan truyền. Ngay từ lúc bạn bắt đầu lắng nghe con mình, con đã có xu hướng xem trọng ý kiến của bạn. Hóa ra, cách tốt nhất để dạy con đồng cảm là bạn hãy đồng cảm với chính bản thân mình. Trong bước tiếp theo của quá trình hợp tác, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ những lo lắng của mình với con một cách trung thực. Ví dụ, bạn thực sự lo âu điều gì khi thấy con gây chiến cùng chị gái? Đây là bước xác định mối bận tâm của người lớn. Chúng ta thường bỏ qua bước này và vội đi tìm đáp án. Thế nhưng, làm rõ điều đang khiến bạn bận tâm sẽ giúp bạn hiểu cách làm sao để giải quyết vấn đề, cũng như gửi cho con bạn một tầm nhìn rõ ràng để hiểu thấu thế giới của bạn. Mối bận tâm của cha mẹ luôn liên quan tới tác động mà con hoặc những người xung quanh con đang gánh chịu. Ví dụ, bạn có thể nói: cha mẹ quan ngại về sự đối đầu giữa con và chị sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa và cả những thành viên khác trong gia đình nữa. Hoặc nếu con đang có khó khăn trong học tập, bạn có thể tâm sự: cha mẹ lo lắng rằng nếu rớt môn thì cơ hội vào đại học của con sẽ bị thu hẹp. Một khi bạn đã nói hết những băn khoăn trong lòng, bạn đã sẵn sàng cho bước quan trọng nhất, cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Sẽ rất hữu ích nếu như bạn tóm tắt vấn đề, nêu ra các mối bận tâm mà cả hai cùng có. Sau đó bạn có thể hỏi: cha mẹ đang nghĩ về giải pháp cho vấn đề này, con có ý kiến gì không? Câu hỏi này không có nghĩa là con bạn sẽ tự giải quyết vấn đề. Nếu bạn để con đưa ra ý kiến trước, bạn đang thể hiện rằng mình đang rất tôn trọng những lời con nói. Đầu tiên, con có thể đề xuất phương án cho các mối bận tâm của mình chứ không phải của bạn. Điều này không có nghĩa là con không quan tâm tới quan điểm của bạn, chỉ là chúng đang cần có thêm thực hành mà thôi. Bạn có thể gợi mở như sau: kế hoạch đó có thể hóa giải vấn đề của con đấy. Thế còn cha mẹ, con có ý tưởng gì không? Các giải pháp cần thực tế và làm hài lòng cả hai bên. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cả con và bạn sẽ đều cảm thấy rằng vấn đề của mình đã được lắng nghe và giải quyết. Tất nhiên, quá trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cả bạn và con đều sẽ phải thực hành một cách giao tiếp hoàn toàn mới. Một sự thay đổi có thể đảo lộn mọi thứ và khiến người trong cuộc cảm thấy tổn thương. Nhưng bạn phải vượt qua những chướng ngại đó. Khi bạn thực hành càng nhiều, bạn sẽ dần quen vào làm tốt điều đó. Chủ động tiếp cận sẽ giúp xử lý những xung đột trước cả khi chúng bắt đầu. Hãy nói về câu chuyện của Dennis, một bà mẹ đơn thân của 3 đứa trẻ. Dennis đã rất rối bời. Dù có cố gắng như thế nào, cô ấy cũng không thể đưa các con đi học đúng giờ. Buổi sáng luôn là một mớ hỗn độn khi Dennis phải ra lệnh, dỗ dành, dọa nạt, ban nài các con mặc quần áo và ăn sáng, chuẩn bị đồ dùng học tập và đưa chúng đến trường. Một phần vấn đề của Dennis là cô ấy đã cố giải mã khó khăn trong những tình huống căng thẳng. Vì cả Dennis và các con đều cảm thấy quá áp lực nên không ai có thể suy nghĩ thấu đáo. Nếu bạn muốn tìm chìa khóa cho những rắc rối, đừng đợi đến khi bạn bị cuốn vào nó. Điều này chỉ khiến bạn giải quyết vấn đề theo phản ứng bản năng mà thôi. Thay vào đó, khi bạn đã bình tĩnh hơn, hãy ngồi xuống và liệt kê những mâu thuẫn thường xuyên mà bạn đang gặp phải. Trong trường hợp của Dennis, các con của cô ấy đang gặp vấn đề trong việc ăn sáng một mình. Cô con gái vì phải cho chó ăn trước khi ra khỏi nhà nên khó lòng bắt kịp chuyến xe buýt tới trường. Còn trò lớn không thể làm hết bài tập vào buổi tối nên cậu bé phải dành thêm thời gian viết bài vào buổi sáng. Cần biết rằng danh sách của Dennis không chỉ bao gồm những hành vi gây phiền toái, nó còn phải thể hiện cả sự không tương thích giữa kỳ vọng của Dennis và khả năng thực hiện của các con. Nắm trong tay danh sách này, Dennis cần dành thời gian để đánh giá từng kỳ vọng. Liệu kỳ vọng có thực tế và khả thi trong độ tuổi và khả năng của các con hay không? Những kỳ vọng nào là quan trọng nhất? Khi đã làm sáng tỏ được những điều này, Dennis có thể chuyển sang bước tiếp theo, ưu tiên xử lý những vấn đề cần được giải quyết trước. Khi mới bắt đầu hợp tác giải quyết vấn đề, bạn dễ gom tất cả mọi thứ để nói trong một lần duy nhất, nhưng làm vậy rất dễ gây quá tải. Để bắt đầu, hãy chọn 1 đến 2 vấn đề, sau đó hẹn gặp từng đứa con để thảo luận về chúng và động não tìm ra hướng giải quyết. Hãy chọn thời điểm mà bạn và con đều thấy thoải mái sau khi được nghỉ ngơi và bạn là một phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này sẽ giúp tất cả mọi người tìm ra được các giải pháp mang tính xây dựng. Đừng để lo âu phá hỏng sự hợp tác đang nảy nở giữa con và bạn. Kristen và cô con gái mới lớn Taylor tiếp tục vướng vào mâu thuẫn nảy lửa. Taylor từ chối nghe điện thoại khi mẹ gọi để kiểm tra cô đang ở đâu. Mỗi lần như vậy, Kristen lại lo lắng hơn và gọi nhiều hơn nữa. Hai mẹ con bị mắc kẹt trong một trạng thái bế tắc độc hại. Mỗi khi Kristen cố gắng trò chuyện cùng với Taylor về vấn đề này, họ lại kết thúc bằng cãi vã. Dường như họ không thể tìm ra được một giải pháp nào cả. Đằng sau hành động của Kristen là một nỗi lo sợ to lớn. Cô ấy băn khoăn vì con gái đã ngừng kể cho cô ấy biết điều gì đang xảy ra trong thế giới của con. Vậy nên cô ấy đã suy diễn tới những viễn cảnh xấu nhất. Kristen cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cô ấy đã dùng mọi cách độc đoán để thể hiện quyền lực, nhưng con gái đã phớt lờ tất cả đe dọa và hình phạt của mẹ và càng ngày càng xa mẹ hơn. Cha mẹ cảm thấy lo lắng là chuyện bình thường, thế nhưng đôi khi những lo lắng bình thường lại đi hơi xa quá. Nếu bạn thấy mình quá nhạy cảm với những vấn đề của con và mất ngủ khi con gặp những chuyện nhỏ thì có lẽ bạn đang bị lo âu quá mức. Nếu bạn thấy mình phản ứng thái quá và la hét như một thói quen thì lúc này bạn cần nhìn lại xem điều gì đang thúc đẩy những hành vi đó của bạn. Đôi khi cha mẹ lo lắng vì họ sợ hành động của con cái sẽ khiến họ mang tiếng xấu. Họ quan ngại về cách người khác sẽ đánh giá họ, nhưng điều quan trọng là bạn phải gạt bỏ phiền não về cái nhìn của những người xung quanh. Thứ bạn cần quan tâm là điều gì tốt cho con bạn, vì đứa trẻ nào cũng có cá tính, kỹ năng và khát vọng riêng. Nhiệm vụ của bạn là giúp con được sống đúng với bản thân mình. May mắn thay, trong trường hợp của Tyler và Britton, Tyler có mối quan hệ dễ chịu hơn với bố của mình. Điều đó có nghĩa là bố có thể đóng vai trò trung gian để giúp mẹ và con gái hòa giải xung đột giữa họ. Hãy nhớ rằng bạn có khả năng quyết định cách con cái cư xử như thế nào. Tất nhiên, bạn có sức ảnh hưởng đối với con và người khác cũng vậy. Bạn càng sớm chấp nhận điều này, tranh chấp sẽ càng sớm dừng lại. Việc giải quyết vấn đề bằng cách hợp tác để làm giảm áp lực nuôi dạy con cái. Bạn không còn phải đơn độc đối mặt với tất cả vấn đề của con. Trách nhiệm này đã được chia sẻ. Hợp tác giải quyết vấn đề dạy trẻ trưởng thành về mặt cảm xúc. Bạo lực đang bùng nổ trên khắp thế giới. Bạn chẳng cần đi đâu xa để nhìn thấy các nhà lãnh đạo tuyên bố chiến tranh, từ chối lắng nghe ý kiến người dân hoặc áp đặt mong muốn của họ bằng quyền lực độc đoán. Bạn có cảm thấy điều này quen quen không? Nó khá giống với phương thức dạy con độc tài, một phong cách mà cha mẹ sẽ áp đặt từ trên xuống và không thực sự dừng lại để lắng nghe lời con nói. Trong suốt chiều dài lịch sử, con người đã biểu lộ những khía cạnh rất xấu xa. Chúng ta có thể ích kỷ, bốc đồng và bạo lực, nhưng chúng ta cũng có thể tử tế và đồng cảm. Chúng ta có khả năng xây dựng và kiến tạo, cũng có khả năng tàn phá. Là những đấng sinh thành, bạn sẽ luôn muốn nuôi dưỡng những phẩm chất tích cực trong con trẻ. Vậy thì bạn cũng cần phải sẵn lòng biến mình thành hình mẫu lý tưởng để con cái noi theo. Chúng ta muốn con chan hòa và yêu thương. Chúng ta muốn con hiểu được cảm nhận của người khác và có trí tuệ cảm xúc để xác định chính bản thân mình. Nhưng khi dùng chiến thuật nuôi dạy độc tài, chúng ta đang đi ngược lại với những điều đó. Bạn cho con thấy rằng người có quyền lực nhất có thể ép buộc người khác làm theo ý mình. Sự tuân thủ mù quáng được hoan nghênh hơn là khai thác giá trị bản thân và lòng tin cá nhân. Trong khi đó, hợp tác giải quyết vấn đề mang tới tất cả những phẩm chất mà chúng ta muốn khuyến khích con phát triển. Khi bạn chủ động lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con mình, bạn cho con không gian để bày tỏ nỗi lòng một cách rõ ràng, không gây hấn. Đây là phương pháp hiệu quả giúp con học cách lắng nghe và giải quyết khó khăn trong thực tế. Khi bạn chia sẻ suy nghĩ của bản thân, bạn cho con cơ hội để đồng cảm và hiểu được hành động của con có tác động như thế nào đối với mọi người xung quanh. Khi bạn mời con cùng phát kiến giải pháp, bạn giúp con được thực hành cộng tác và hợp tác làm việc. Giải quyết vấn đề theo cách nêu trên giúp cha mẹ và con cái tìm thấy nhiều hướng giải mã các xung đột thường nhật. Nó cũng đưa cha mẹ về mục tiêu cơ bản khi nuôi dạy con khôn lớn, giúp con hình thành nhân cách lương thiện và trở thành một công dân tốt. Thông điệp chính của quyển sách: trong đấu tranh quyền lực, cha mẹ và con cái đều là những người thua cuộc, vì mâu thuẫn dai dẳng đồng nghĩa với mối quan hệ căng thẳng, rầy la và trách phạt. Bằng cách hợp tác giải quyết vấn đề, cha mẹ có thể làm nên những điều khác biệt. Thay vì đối đầu, cha mẹ hãy trở thành đồng minh của con cái. Cùng với nhau, đôi bên có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa của khó khăn, từ đó chỉ bảo con những kỹ năng để lớn lên thông minh nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Sau đây là lời khuyên thực hành cho bạn. Nếu bạn còn đang băn khoăn, hãy chờ thêm chút nữa. Đôi khi bạn không rõ liệu con có thực sự cần sự giúp đỡ của bạn để giải quyết vấn đề hay không. Là những bậc phụ huynh, bạn hy vọng con mình sẽ trở nên độc lập nhất có thể, nhưng bạn cũng không muốn con nản chí vì phải tự đương đầu với một vấn đề quá phức tạp. Trong tình huống này, hãy áp dụng chờ đợi và quan sát. Nếu không thấy có tiến triển gì sau một thời gian chờ đợi, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tóm tắt của quyển sách Cùng Con Khôn Lớn. Nếu thấy video hay và bổ ích, xin các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe để chúng tôi có thêm động lực làm thêm nhiều video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.